第272天 ngày 272 haha em nói buồn cười quá trong đó từ haha chỉ là tiếng cười tượng trưng haha你说的好好笑 ha 好,好,笑, ha ha,你说得好好笑, ha bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung giao tiếp thông thường còn coi là được, 日常交流还算可以。thuận theo con đường này，顺着这条路。phất vã，xiên khủ，bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc，中国风的餐具。 Hơn nữa còn không chỉ một hai cái. Ơr cửa. Không có chút ấn tượng nào cả, một chút ấn tượng cũng không có. Y Rất ít chú ý đến. 很少注意到，衬衫、旗袍、俗乐、数量、煎熬奶。这件上衣，这件上衣。

Không đắt. Bú quẩy. Đồ đẹp giá rẻ. Ủ mấy trả lén. Mua nhiều thêm mấy chiếc. Tua mái chỉ diện. Chuyên tâm lựa chọn. Tròn xin theo. Ha ha. Ha ha. Buồn cười quá. Hó, hó